Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Ngày hôm nay mình đang ngồi ở một bối cảnh khác với các video trước, bởi vì hôm nay anh em ở bên dưới đang đóng hàng khá là đông. Trời, ghê chưa? Nên là mình phải trốn lên đây để review nhanh cho các bạn sản phẩm thiết bị. Một chiếc máy thổi thảm hong khô sàn nhà của thương hiệu Hycleen do Vinmark phân phối ra thị trường. Sản phẩm nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển nên là mình có thể mang lên đây để review cho mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy thì sản phẩm màu chủ đạo là màu xanh, được làm từ nhựa cao cấp nên là rất là bền, có thể sử dụng để quạt thảm hay là thổi khô sàn nhà. Làm dịch vụ thì mình cũng có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Có thiết kế tay kéo giống như một chiếc vali, có thể đẩy. Mọi người có thể nhìn thấy này. Dây điện dài 7m nên là chúng ta có thể di chuyển trong một cái không gian khá là rộng. Có trang bị bánh xe ở phía đằng sau, di chuyển dễ dàng hơn. Phần mặt đáy thì mọi người có thể nhìn thấy trang bị thêm các cái núm cao su và có một cái phần kênh này nữa, khi mà chúng ta thổi ở các cái mức độ khác nhau. Khi mà mọi người muốn thổi sát như thế này, nó sẽ được thổi ra. Mọi người muốn đặt sát như thế này thì mọi người sẽ gập ghê hết vào. Và ở bên dưới này thì chúng ta sẽ có hai nấc nữa. Đây ạ. Cái với cái nấc này thì khoảng tầm 7 đến 8 xăng. Còn cái nấc này thì sẽ khoảng tầm 10 xăng. Mọi người có thể để như này. Phần cánh quạt ở trong đây mọi người có thể nhìn thấy. Sau cái lớp lưới màu đen này, bên trong là phần cánh quạt cũng như là phần motor. Và motor ở đây thì sẽ là motor dây đồng với công suất là 1kW. Và cái lưu lượng nó là 180 m³ trên 1 phút. Chúng ta cần di chuyển, mọi người có thể là cầm lên. Phần phía đằng sau trang bị núm. Núm này thì mọi người sẽ điều chỉnh được tốc độ quạt gió nhanh hay chậm. Ở mức số 0 này này thì là quạt đang đứng yên, máy đang đứng yên. Còn khi mà chúng ta lên chữ L, tốc độ gió chậm. Lên cái chữ M là middle thì nó sẽ ở cái dạng trung bình. Và lên chữ H là nút 2, cái lưu lượng gió nó thổi ra cực kỳ mạnh. Rất là tiện, thiết kế rất là thông minh. Với sản phẩm này thì kích thước của máy sẽ rất là nhỏ gọn, có kết hợp bánh xe dễ dàng di chuyển. Và chiếc máy này có kích thước là 54x46x55, rất là nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển. Có thể di chuyển cái máy đi bằng xe máy cũng được, rất là tiện. Có thể chằng ở đằng sau để chúng ta có thể di chuyển được từ khu vực này đến khu vực khác. Từ ngoài việc sử dụng trong gia đình thì mọi người cũng có thể sử dụng để làm dịch vụ, để thổi thảm hay là chúng ta có thể sấy khô sàn nhà trong thời tiết nồm ẩm, hoặc ở nhà hàng, khách sạn, nơi mà chúng ta lau chùi mà cần nó khô nhanh để cho khách hàng của chúng ta dễ dàng di chuyển thì mọi người cũng có thể lựa chọn sản phẩm này. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website maymocviet.vn. Tại website nhà mình có rất là nhiều các cái model với thông số khác nhau để phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng. Mọi người chỉ cần click vào đấy để mình thỏa sức lựa chọn sản phẩm. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.